lấy liền, lấy liền. Mấy đứa ưu tiền, mấy đứa ưu tiền xe giả anh, mấy đứa làm lẹ, nhanh nhất có thể. Ngày mai cũng được nha anh. Không sao, em phải lấy liền, chỗ này làm ăn uy tín, em yên tâm chỗ này. Em yên tâm đi, chỗ này sửa xe nhanh lắm, chút xíu là xong. Anh ơi, con giúp em con xe ơi, con xe em không biết sao cái gì nữa. Không em chạy được rồi anh. Sửa gấp giùm em nha, chị đang đi làm á. Bây giờ qua đây, con cưng của anh. Bỏ đó, con cưng. Giúp giùm em. Con cưng của anh. Sửa lẹ đi. Nhanh nè, xe hư phải không? Chờ chút xíu đi, chút xíu là xong rồi. Anh ơi, xe xong rồi anh ơi. Xe xong hả? Đi lại, nhập về chứ nhập gì đó. Về nghe. Ủa, anh? Ủa? Con anh? Dạ. Con sao ba? Anh cũng khách thôi, vợ con mấy đứa tự lo nha.